7. Ông Nguyễn Thành Trung, họ và tên thường dùng Nguyễn Thành Trung, họ và tên khai sinh Nguyễn Thành Trung, ngày tháng năm sinh ngày 8 tháng 5 năm 1979, giới tính nam, quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Quê quán: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nơi đăng ký thường trú, xóm ngoài xã Huy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, xóm ngoài xã Huy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân 001 079 021 668, ngày cấp ngày 17 tháng 7 năm 2018. Cơ quan cấp, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư. Dân tộc, kinh, tôn giáo, không. Trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, học vị không, ngoại ngữ không, nghề nghiệp hiện nay kinh doanh, chức vụ, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác giám đốc, chức vụ trong đảng đoàn thể không, nơi công tác, công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Thái Hưng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, ngày vào đảng không, tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác không tình trạng sức khỏe tốt các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng không các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng không bị kỷ luật không có án tích là đại biểu quốc hội không là đại biểu hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tóm tắt quá trình công tác từ tháng 11 năm 2008 đến nay Giám đốc công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Thái Hưng, xã Y Huy Nỗ, huyện Đông Anh, đại biểu hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.